Yo, hello, sắp chào em nha, quay trở lại với channel mình đến từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em, ngày mai là chiếm ngay từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video cho anh em xem video, vẻ đầu video, nhìn xem like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nhật anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình phun cốt quà phục thù xe mới anh em. Hiện tại thì các bạn xem có clip hôm qua chẳng biết rồi. Hôm qua tôi có phun cốt và cũng đã có quẩy xe mới anh em và rất là đen các bạn. Thế nên là hôm nay quyết định làm lại nữa. Nếu như đủ nhân phẩm thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi nghiệp, bởi vì không phải chia sẻ nhiều anh em. Tuần này khi bạn khởi nghiệp ở bên xe mới thì các bạn khá là nhân phẩm khi có được cơ hội sở hữu tướng mới anh em, Matcha Funky, và sẽ đua tốc tướng này luôn nếu như các bạn có nhân phẩm. Thì ok, clip này hôm nay thì mong rằng cũng sẽ như vậy các bạn. Về phần quà code thì chắc là không phải cập nhật lại anh em, bởi vì như thông báo các bạn từ hôm qua rồi. Hôm qua thì chúng ta có 4 code thì hôm nay thì chúng ta chỉ còn 3 thôi anh em. Đó. Hiện tại thì cái code Halloween nó đã hết hạn rồi. Và bên quà thì không biết là cái quà web còn không được biết, vì tôi vừa mới làm xong nhiệm vụ và tôi vừa mới thoát ra vào lại, nên là hiện tại phải đi check thì mới biết được anh em. Rồi, vào việc luôn anh em, chúng ta sẽ hốt code đụng quà và bắt đầu hành trình quẩy sự kiện anh em. Mục tiêu năm nay sẽ kiếm 150 thùng bia các bạn và mở rương kim cương. Đó là hai mục tiêu chính các bạn. Ok, lượm nào, rồi. À, hắn còn anh em, sự kiện đạt mốc tặng quà hoa tặng quà hắn còn các bạn. Vậy là chúng ta còn được 5 quả cốt thôi anh em nhé. 5 quả cốt các bạn. Nói chung thì cũng được. Cũng được anh em, không đốn nào các bạn. Rồi, lượm ra. Hôm nay thì được 27 thùng bia thôi anh em, 27 thùng bia, 7 cả 7 kim cương. Ok, trước mắt là chúng ta được bấy nhiêu quà thôi anh em. Chịu đáng ngàn tiền là cốc bia vàng. Chúng ta sẽ đi mua đến 50 thùng bia các bạn, rồi chúng ta có 70 thùng bia các bạn. 77 thùng bia anh em, để xem con nào này liệu có nhân phẩm không. Trăm thùng hai cháu đâu rồi anh em, không cần nhiều các bạn, cũng không mong hơn. Có trăm thùng hai cháu là easy rồi các bạn. Nhưng mà biết là có ra được không mới quan trọng còn nhá. Không phải đơn giản đâu anh em. Đó, 70 thùng mà không nổ số cháu nào là biết rồi đấy. Là các bạn chỉ được 100 thùng một cháu đấy anh em. Đó. Mà chưa kể là ra được tướng không, chúng ta không đáng chơi nên rất đau lòng luôn. Ra tướng hịn thì không sao ạ, ra tướng phèn thì thôi. Đi La Manta, Pepo. Rồi rồi, tới công chuyện rồi các bạn. Kiểu này tới công chuyện rồi. Hạc này chưa gì thấy đen rồi các bạn. 10 thùng bia, 40 thùng bia vàng. Ok, bạn xử lý luôn 50 thùng bia vàng nào. Ok, 50 thùng bia vàng luôn các bạn. Ban căng nhờ, thật sự khá là ban căng các bạn nhé. Bên anh em của xe mới sao rồi các bạn? Có ông nào đua tờ sự kiện tờ này không? Tôi đang tính đua đây nhưng mà đen quá trời đen luôn các bạn. Rồi nhất là cái vụ ulti tướng meta tướng mới anh em. Hôm nay sẽ có clip về ulti cho tướng meta tướng mới anh em nha. Thông báo qua các bạn tí, tôi đang nghiên cứu các quả tim nữa các bạn. Chứ thấy trong phanh kỳ ulti khó quá. Blue low Izo. Rồi rồi, tới công chuyện luôn rồi các bạn. Không ra là không ra các bạn. Không ra là không ra anh em, không giải thích nhiều các bạn. Lễ hội One P. Có bia vàng. Thùng bia cho nó, sorry, thùng bia. Hàng sô cô la. Ây chà. Được 4 lần rồi anh em. Lại 4 lần đam bot anh em. Toàn cốc bia vàng này. Rồi ok. Bốn dương này nhân phẩm tí thì chắc cũng được các bạn. Xe mới ra được cái cốc bia vàng rất là nhiều các bạn. Trời ơi. Đó, tôi thấy công chuyện luôn rồi anh em. Ai đây?
Đấy, túi ra. Ok, kiếm tướng mới con này anh em. Ra được ai đây? Sẽ là tướng nào đây? Chopper NV các bạn, thể đen thật sự anh em, toang thật sự luôn ấy. Bức lực ức chế thật sự các bạn. Cửa hàng sô cô la để tạm hai túi về rồi tính tiếp anh em. Thôi thì bung form đi đổi cũng được anh em, bung form ra đổi thế nào. Úi giời, Ivan Cốc ở đây. Bullet được các bạn. Ừ, vớt vát được đây anh em, cũng vớt vát được đấy. Rồi, lên nào. Lại đồ lính chỉ 10 sao anh em, lấy bộ ấy về tiếp, lấy thêm một bộ anh em bộ soi sáng các bạn, tôi quên mất. Em quên. Rồi Pepo. Cứ để túi cha đủ bạn 36 bên là trong. Rồi ok đây rồi. Hai phần quà thì 3 form nữa anh em, 3 cái form vào tí và mở được 3 form đấy, ngon ngon được. Tuần này được cá, tuần này rất lợi thế, nhiều cá lắm anh em. Nó chưa đổi ninh bot, ninh chỉ đồ anh em, thì các bạn phải nên nhớ được có đồ, có chúng ta có cái triệu tập hải tặc đây anh em này. Đó, một chuyện có lợi thế rất là ngon cho anh em sell mới luôn. 1 2 3 4 5 thiếu 4 form nữa các bạn. Ai đây? Luffy Wallo anh em, được con này nghe chừng có vẻ Jin B. Ui. Nói đâu nói anh em nghe cũng chừng cũng có động lực rồi đấy. Mình vẫn có rồi tí vào đổi lấy phòng linh chi thông minh các bạn nha. Ok các bạn. Tí chúng ta sẽ vào đổi phòng linh chi thông minh. Đổi linh chi. Rồi ok. Ok các bạn, đổi được rồi. Lượm qua anh em, cũng được các bạn nhá. Cũng được rồi, có Rin B là cũng được rồi anh em. Chúng ta có thể để up Rin B lên chơi tạm cũng được. Demo Rin B lên chơi cũng hơi bị gì luôn. Rồi lượm qua tiếp các bạn. Rin B à, thùng bia chúng ta có thêm không? Hiện tại chưa thấy thêm thùng bia anh em. À đây. Hancock. Rồi quay trở lại vấn đề thùng bia các bạn, hiện tại vẫn đau đầu không có thùng bia. Lên thêm ai đây? Jin B nha. Tôi nghĩ vẫn là lên thêm Jin B anh em. Cũng ngon các bạn. Vấn đề giờ chúng ta vẫn là thiếu thùng bia các bạn, và cũng không đủ form để mà nâng cấp các bạn nha. Quên mất tôi vừa hủy hết rồi các bạn. Ây da. Giờ lại về vấn đề chính đau đầu các bạn. Xem nào, chúng ta thiếu nhiều thùng bia không anh em? Chiêu mộ đặc biệt, thiếu bao nhiêu nữa? 50 thùng nữa các bạn. Kim tự tháp One Piece chưa đủ đổi. Được một phát đánh boss nữa anh em. Nếu One Piece 10 thùng cũng chơi anh em. Thề tuần này cốc bia vàng khá là nhiều các bạn. Lá thêm 50 cốc bia vàng nữa đây. Dập thêm 50 cốc bia vàng nữa các bạn. Dập thêm 50 cốc nữa là xem tới đâu anh em. Đến đâu tính các bạn. Đẩy túi giữa chừng mới đau nữa các bạn. Uầy.
Hên thì cũng gọi là hên đấy, nhưng mà chưa gọi đỉnh nắm gọn rồi không đủ kim cương luôn, nó giờ kẹt cứng gọn không làm gì được. Anh em xem mới sao rồi, comment với tay chào nhau con nào các bạn, tôi toang quá. Nghe chừng hôm nay phục thù có vẻ ổn hơn chút, đoạn được Harin B cũng được đấy, nhưng mà vẫn cứ là easy các bạn, chưa đâu vào đâu được các bạn. Em nâng cấp vào cái trong chức vị nó khác bọt ngay anh em. Đó. Có hai rin B qua lô anh em, nhưng chân thua. Rồi, hẹn gặp bạn clip theo nhé. Giờ thì bye bye người. Vẫn toang lắm, chưa đua được các bạn. Tạm biệt.